Xin chào, mình là Eric và Eric đã sẵn sàng để chấp nhận với thử thách gương mặt hơi quen. Để xem có quen thật không. Luật chơi gương mặt hơi quen. Người chơi sẽ nhìn bộ phận để đoán nhân vật đó là ai, gồm 3 vòng thi. Vòng 1 có 10 bức ảnh chỉ một bộ phận nào đó như mắt, mũi, miệng. Thời gian 10 giây trên một bức, đúng một người sẽ được một điểm. Ôi. Mùi ai à không? Chết rồi, mùi ai ta? Mùi em à? Ôi chết rồi, môi em. Ở đây là môi anh Jin à? Giống môi em đấy Jin à? Giống môi em đấy Jin à? Really nigga? Cái này là cái gì? Tay ai hả? Khó thế, bảo gương mặt mà, đây là tay mà, đâu được. À, cái này là bộ phận hả? Trời ơi, chưa gì đã thua hai người rồi. Tiếp nào. Chị Hadi Won. Trời ơi, cái nụ cười này là không lệch đâu chị Hadi Won nha. Chuyện chị Hadi Won chỉ hết giờ. Hadi Won. Có cái gì đó nó vui vui. Anh Khắc Hưng. Cái bừng vầng trán Bác Hồ này thì chỉ có anh Khắc Hưng thôi. Và cái đôi lông mày là liễu. Kê lắm. Ôi. Ai đây ta? Cái lông mày này thì ai cũng vẽ được ấy. Nên là nó không thể biết là ai được ấy. Amy hả? Ôi chị Phạm Quỳnh Anh ấy. Xin lỗi chị. Khá hẳn đấy. À vậy hả? Anh có. Đây là K-pop rồi em ạ. K-pop rồi như vậy. Sao cái ảnh nhìn này anh thấy hơi lạ nha. Không hơi quen nha. Thế. Ôi dồi ôi Nayeon. Nayeon là người mà anh thích Nayeon lắm. Sao cái ảnh nhìn này anh thấy hơi lạ nha, nó không hơi quen nha. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. I'm like Titi, just like Titi. Rồi. Ôi quen nha, môi này nhìn quen nha. Bờ môi mọng mọng này là mà cái ảnh này, cái áo xanh xanh này là thật Taeyeon đấy, trong ảnh mới happy đấy. Đúng không nhỉ? My love. Tiếp nào. Rose nhỉ? Đọc là gì nhỉ? Rose à? Rose. Mời. Chịu đã. Như này là như nào đây? Bộ phận vương miện. Tiểu Vi. Phải không nhỉ? Anh chắc chưa? Phải nghĩ lại. Thôi Tiểu Vi vậy. Không còn ai nữa. Lâu rồi tao hả? Ekip này là cái biên tập này hay thật đấy. Cái gì vậy em? Cái gì vậy? Tại sao nó lại mờ vậy ta? Đánh đố khách mời. Trông nhờ K-pop ý. Cái bờ môi này là sexy hở nhẹ này, chắc là thêm min à? Đi đây gây đang ngủ. Trời ơi. Chịu luôn. Ở shit đây. Á kê á. Mà sao chị livestream nó ngủ ấy? Chị ngủ quên. Trời. Chị Duyên ha. Không mà quá khó ấy, mọi người ạ. Không thể nào lúc đầu đây này. Chương trình tên là gương mặt hơi quen. Mà tại sao mà thấy hết chỉ đến tay, xong rồi chỉ đến chán, rồi đến cả cái vương miện này ai mà biết được. Mới lừa đảo, chương trình lừa đảo. Vòng 2 này cọc hơn này. Ê ơi, xuồng quý nhở. Nhưng anh bấm nhầm thì sao? Nhưng anh bấm nhầm thì sao? Mất một lần. Nhìn hả? Thôi được rồi. Vòng 2, 10 bức ảnh gồm các bộ phận bị đảo lộn vị trí. Thời gian 10 giây trên một bức, đúng một người sẽ được 2 điểm. Trông bạn này giống ai trong EXO ấy. Từ từ nha, bạn chết rồi. Cái gì nhỉ? Chết rồi. Bây giờ anh mới nói, anh chưa mở mắt nữa. Bạn này là Chanyeon. Wow. Sao anh giỏi thế nhở? Không, anh được điểm chứ. Hết giờ đấy, anh chưa mở mắt. 10 giây thôi anh. Bồ môi chu chu này là ai nhở? Chị nhận thật, chị này là diễn viên này. Chị diễn viên này. Trương Ngọc Ánh à? Ôi, có hẳn ý. Chị này là diễn viên này. Chị diễn viên này. Chết rồi. Ôi, chết rồi.
đóng ai đây, đóng vai ai đây nhỉ anh Duy Khánh đúng không? Em nhìn thấy trường hợp ảnh con thử tiếp nào. Sao lại cười đều thế này? Chị hô twice hả? Không, không phải rồi. Chứ hồi cái khác em ơi. À, ai nhỉ? Chị hô ấy. Ôi thôi, có Hàn đấy, Hàn Nhi. Khó quá mà không được đâu. Đây chắc chắn là cosplay cái gì đấy rồi. Sao cái gợi ý này nó chung chung thế hả em? Sao lại có cái mũi như này? Sao vậy ta? Thôi rồi ta đã xa nhau. Kể từ đêm pháo đỏ chiều. Ôi, mà, ôi. Bố mày! Chết rồi, tại sao vậy ta? Sao chị Hòa lại có những cái hình ảnh như này vậy? Thực sự không chưa bao giờ em xem được luôn á. Chắc là chị sẽ kết em là Hương Giang. Sao mặt chị lại như này nhỉ? Này chị Hương Giang lúc hát ấy hay kiểu trợ trợ lên nhỉ? Chắc kiểu. Chắc rồi, để Hương Giang hay. Really nigga. Còn gì nữa? Cũng EXO đấy. Sehun à? À không phải Sehun, sorry. Thôi chị. Đấy, không nhưng mà cái này em chữa được bởi vì là nhìn thầy giống Hàn Quốc quá. Thầy sẽ xuống lắm đấy. Kai. Nhìn là biết mà, nhìn là biết mà. Nhìn cái răng này này. Bạn ấy có cái nét nhìn biết. Căn nhà. Chỉ biết bạn ấy xinh thôi, không biết tên bạn là gì. Chịu rồi. Sao anh đành phụ em? Trời ơi, toàn những con người quen luôn nhá. Ta không chọn nghĩa vẹn tình. Hôm ảnh này hơi khác, nhưng sắp photoshop hơi lố. Nhìn hơi khác. Không nhận ra. À, Sana. Tại vì cái mắt Eric để ý là Sana hay hơi trợn trợn. Ý là nhìn nó biết, nhìn cái kiểu này là biết. Đấy. Ôi xinh này. Làm xấu vẫn xinh ý. Lăng đều ha. Còn hai là bấm chuông nha. À, thôi anh chưa dùng đâu. Vòng 3 là khó hơn ý. Lừa đảo. Mà hay mà còn tốt cơ. Junsu à? Mình tiếp đi. Hết rồi hả? Hết rồi đấy. Mình nghĩ là mình không phù hợp với game này. Mình phải tìm một cái game khác hay hơn để chơi. Chứ game này hơi dễ với anh ấy, anh thích làm sai. Vòng 3, mỗi bức ảnh gồm hai nhân vật được lồng hoặc bị đảo lộn bộ phận với nhau. Thời gian 15 giây trên một bức. Đúng một người được 3 điểm. À, anh Đàm Vĩnh Hưng. Chị còn lại là ai? Ta ủi sao ghép đỉnh vậy ta? Trời ơi, công nhận photoshop của bên này. Chị Thu Minh. Chị bị tâm, nghĩ trong đầu là chị bị tâm rồi. Sao không nói ra ta? Thế thì là của Đức Phúc. Chị Bích Phương, cái mắt chị cũng có một cái đặc điểm Eric nhận ra được là kiểu nó hơi gần mà cũng vừa gần vừa xa. Chuẩn chưa? Tự tin với đáp án lần này. Không khác hẳn, nó chết rồi, BB Trần đấy. Chết rồi chị Bích Phương ơi. Từ trước á, chọn hình Bích Phương thì người ta đáng BB Trần. Thế hả? BB Trần. Chốt. Chết rồi, đấy, chứng tỏ hai người này giống nhau. Min và Min chi bui ta. Mà mình đoán là Hiền Hồ. Sự anh đã nhìn được cái tấm hình này rồi và anh. Mình mạn phép đoán là Hiền Hồ và Bích Phương. Sao? Ui, sao cuối cùng mình lại đổi đáp án chuẩn thế nhỉ? Hết rồi. Vậy thì chung cuối cùng là sẽ cho Nam được cộng thêm một điểm. Chung là thực sự là rất là phục ban biên tập vì đã photoshop thực sự rất là khéo mà kiểu dạng như là làm biến dạng mặt ca sĩ nghệ sĩ luôn và không thể biết được đấy là ai cả, là còn chơi kiểu dạng như là kéo mắt gần vào hay là như này nữa. Nói chung là
đây là một cái game rất là hay và Eric nghĩ là mọi người xem có khi mọi người còn không biết ý, chứ đừng huống hồ gì chỉ đến Eric. Nên Eric nghĩ là đây là một game rất hay và cảm ơn gương mặt hơi quen, hy vọng. Nhưng mà đã bao giờ mọi người photoshop ảnh em chưa nhỉ? Xong nha, xong nha.